chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yeah. Ok. Thì hôm nay mình đang sử dụng cái bộ PC mới của mình để mình chơi gì ta, sinh tồn Mini World em ơi. Hay à, trời ơi vui nha. Làm miếng đồ ăn nè. Ở đây mình có chuẩn bị một cái dĩa trứng rán. Trời ơi thơm ngon bổ dưỡng ăn nè. Uống nước coi. Ủa, hình như là coca của mình hết sạch rồi anh em ơi, hết nước rồi. Trời ơi, đang chơi game mà hết nước, kháng nước quá, chứ mình phải xuống sao bếp mình kiếm có cái nước gì uống rồi nè. Hey, ok đi thôi. Ủa cái gì vậy? Ui trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, mấy người làm gì vậy? Tự nhiên mang mấy cái đầu lâu. Ủa mấy cái đầu sọ này ở chỗ nào vậy mình? Hả? Mấy cái này hả? Trời ơi, tất nhất nơi rồi kiếm mấy cái này ra chơi nghịch hù nhau chơi vui. Trời ơi, cái gì vậy? Nghĩ sao vậy? Tết nhất đến nơi, người ta không trang trí hoa mai, không trang trí cái gì đó cho nó đẹp đi, tiện mang cái đầu lâu trang trí nhà tào lao. Tại vì đã mang hết tiền rồi, không hết có tiền lấy tạm đồ Halloween năm ngoái để xài chân chơi được mà. Thôi tào lao quá, dẹp đi. Trời ơi, năm mới Tết đến là mà tự nhiên đem ba bốn mấy cái đầu lâu này trưng trong nhà, ghê quá. Trời ơi, nhìn ớn ghê luôn, nghĩ sao trời. Ok, dẹp. Không được. Trời ơi, thiệt chứ, rồi còn sáng sớm mới chơi game vậy, cái tự nhiên đi ngang qua hù em cái làm giật cả mình luôn. Hơi trời, người lớn gì đâu chơi kỳ cục à. Bà Timmy cũng vậy nè, con gái lứa cũng hù theo ổng đi hù tôi trời. Giận. Thôi giận gì mà giận, trời nói nghe nè. Bây giờ năm mới Tết đến là nhiều cái vui lắm. Bây giờ đầu năm đầu tháng giờ sợ xui đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đi cầu may nè. Trời ơi, đi cầu may hả? Đi cầu may thì em nghĩ là chắc phải đi chùa đi, nhưng mà ở trong cái thành phố của mình làm gì có ngoài chùa, chưa xây mà. Không cần đi chùa là nơi là tập trung á, mấy ông thần thánh ông ấy ở nơi công cộng, ông không để ý đến mình đâu. Mà bây giờ người ta khác chỗ nào? Chỗ nào? Miếu hả? Đi miếu hả? Đúng rồi. Ủa, nhưng mà chỗ gần mình trường mình có mới đâu? Có một cái miếu. Đúng, có gần trường mình mới có một cái miếu luôn mà thấy bảo đấy lít. Hôm qua nhá, có thằng nhá, không có bạn gái nhá, về xin ngựa là ông thần lên đây cho con có bạn gái. Thế là nó về nhà cái biết sao không? Sao? Nó vừa về nhà cái. Tính ra nó yêu thằng hàng xóm nó luôn á. Trời ơi, nó xin ông thần là ông thần cho con có người yêu, cái đầu nó yêu luôn cái ông hàng xóm luôn. Đúng rồi, yêu ông hàng xóm luôn. Sáng nay hai người vừa tổ chức kết hôn rồi. Gớm ẹ ghê quá. Hỏi cái ông thần này, ông không có hiểu ý người ta gì hết. Trời nghe ghê quá. Ủa mà thiệt không vậy? Đi sao đâu trời ơi. Ủa vậy cái ông thần này là cái kiểu mà mình xin ổng cái gì mình chỉ cần ước là ổng sẽ cho mình đúng không? Đúng rồi, thành tâm thành ý ước phát cho luôn. Cô nghe cũng hay quá ha. Nghe mình nghe cũng thú vị anh em. Mình nghĩ là nếu mà ước gì cũng được, hay là mình đến đó mình ước kim cương, xin vàng bạc kim cương đá quý rồi đi mình. Được á. Ước luôn đó, mất công ước hẳn con người gọi là Lamborghini luôn trời. Ok, đi trời ơi đến ngay cái miếu để xin mới được. Đi ủa mà sao tự nhiên miếu mà không chịu xây ở bên dưới đất mà xây trên nóc của trường luôn vậy? Không biết cái gì hết. Miếu xây dưới đất á thì thần thánh trên trời xuống đất nó dài, bây giờ xây trên nóc trường này nó xuống nó ngắn thì nó mới thiên tào lao. Ok, ủa cái này là cái miếu hả? Trời ơi nhìn đẹp quá nha, nhìn thôi là đầy màu đỏ luôn nè. Trời ơi, vậy là thấy là may mắn rồi đó. Ôi, đi vô. Ui, ủa cái ông này là cái ông thần tài hả mình? Chắc vậy á, nhìn ông mọc râu rồi đội mũ rồi mặc đồ thổ cẩm chắc là thần tài mà không ai dám đứng lên bàn thờ ngoài ông đâu. Chào ông thần tài. Hello, what's your name? My name. Mình tự hỏi xong mình tự trả lời luôn vậy. Ủa dịch, ông thần này có biết tiếng Việt không vậy? Ông này hả? Ông biết không? Để tôi hỏi cho you can biết Việt Nam Mỹ. Tôi nghe hiểu gì không Phong? You can biết Việt Nam Mỹ. Cái thôi cậy đi ông nào, ông im luôn, cái mặt ổng ngu là biết là ông không hiểu gì, hoặc là do cái trình độ tiếng Anh của bà Timmy hay quá cho nên ông cũng không hiểu gì luôn. Ôi bịch để em hỏi coi. Thần tài ơi, ông có biết tiếng Việt không? Nếu mà ông biết á thì cho tôi hỏi coi làm cách nào để tôi có thể gọi là ước và ông sẽ thực hiện điều ước giùm cho tôi. Ta là thần tài đây, ta chỉ xuất hiện vào những cái dịp lễ Tết các thứ thôi, tranh thủ mà cầu xin ta đi. Nếu muốn ta giúp đỡ người á, nhìn thấy cái hòm đằng trước ban thờ không? Bỏ tiền công đức vô đó, thành tâm thành ý khấn vái thì ta sẽ ban cho người một điều ước. Trời ơi, vậy là dễ, chỉ cần bỏ tiền vào trong đây sau đó là ước hả gì? Và đây, anh có tiền không? Cho em xin 10.000 ngay, bỏ cho em ước cái coi. 10.000 hả? Được rồi, nhét vô là mình ước được đúng không? Đúng rồi. Cứ 10.000 là một điều là để anh về anh bán nhà anh đi. Trời ơi, có 10.000 thôi mà làm gì phải bán nhà, vô bỏ 10.000 vô bán nhà đi. Ước cho nhiều thôi, nói chung là ước luôn là không. Ok, được á.
Ờ rồi bây giờ để ai ai ước trước đây, để em ước anh trước đi nha. Đi anh tự ước trước đi. Thôi để em ước cho. Trời ơi, vịt lớn nhất vịt phải nhường cho em nhỏ chứ, để em ước cho. Biết điều tôn trọng người lớn đấy là chúng tao đắc họ để nó chứ ta. Dừng lại đấy, hai ông phải biết nhường nhịn cho tôi chứ, tại sao hai ông lại giành vậy? Người là anh, một người là bạn, sao không nhường cho con gái? Ủa bà tính đi. Một thằng mất công hỏi một thằng mất tiền cuối cùng nó đòi thôi, cho trước đi. Ủa vậy hóa là từ trước giờ bà Timmy là con gái hả, sao em không biết luôn bà? Không đâu, con heo. À em tưởng bà là con heo chứ em đâu biết bà là con gái đâu. Đi. Bây giờ có cho tôi ước không? Có ước đi, ước lẹ đi để tôi bận tôi còn ước nữa. Tả thiên linh địa linh bảy hồn chín vía ông thằng tài linh con có được thật nhiều đồ ăn. Hãy cho con gà quay, đùi gà quay, rồi gà quay thơm, bánh pizza, rồi nó tóm lại là cái gì liên quan tới gà, vịt đồ con đều thích. Cho con thiệt là nhiều đồ ăn để con ăn cho nó ốm bớt. Cảm ơn ông. Hồ biến đồ ăn đâu ông? Đơn giản, được thôi. Hồ biến. Ba, trời, quá trời đồ ăn luôn nè. Trời ơi, lần đầu tiên con được ăn là thịt gà xé là trộn. Ôi, ủa có hả, cho tôi miếng ngay, tôi xin ít coi. Trời ơi, ông thần tài này hay nha, ước cái đồ ăn đó được nè. Ủa sao bà giữ bà ăn mình bà vậy? Ông thần tài này tốt ghê, biết tôi thích ăn kẹo xương gôm để tráng miệng, cho ổng cho tôi nè để tôi ăn. Trời ơi, cái gì đây à? Ăn gì đâu mà ăn. Ủa? Ê, mấy ông hay. Ê, vậy đây, cô bả vậy đây. Trời ơi, em ơi, đi mày ơi. Xuống đây, trời ơi, cái gì mà bay hoài vậy? Đây xuống, trời ơi. Dịch, cứu đi. Bây giờ cứu sao? Cứu sao? Đi mày ơi. Bà bay đi luôn rồi, em nghĩ chắc bà bay đi luôn rồi mình ơi. Cái gì vậy? Sao mình còn đánh cho bà bay cao hơn nữa vậy? Xuống đây, trời ơi. Rồi xong bà. Rồi bà Timmy bên nằm. Bà nằm một đống rồi mà ơi. Trời ơi cái gì mà. Ủa cái kẹo. Ui trời ơi, cái ông thần tài này cái bộ hình như ổng hơi nguy hiểm hay nha. Ổng cho bà ăn cái kẹo gì mà bay lên trời luôn kìa. Rồi xong. Rồi Timmy đã biến thành con thịt heo rồi. Ơ trời ơi, cái ông thần tài này ghê quá mà ơi. Nhưng mà chắc à cũng hiệu nghiệm đó. Bây giờ mình ước cái khác, mình cứ ước đồ ăn nữa mà đây. Ừ gì khác thì ông mày, ông không phân biệt đâu, đồ ăn đâu, thuốc độc. Ok. Bây giờ vịt bỏ trỏng thêm tiền đi để em ước cho. Trời ơi, em ước là sẽ được nè, chứ bà Timmy bà ước kỳ quá. Bỏ tiền vô. Từ ngày bỏ vô là 20 ngàn này đó, lần trước cho 10 ngàn nữa. Ok, vậy đây em ước nha. Dạ, con đã bỏ tiền rồi nha. Ông thần tài ơi, con xin ông hãy sao ta ước cái gì để cho mình thật là nhiều tiền ta. Con ước á là cái tay của con khi mà con đụng vô bất cứ cái gì nó sẽ biến thành kim cương luôn. Trời ơi, dù con đụng vô cái bình hoa nó sẽ biến thành kim cương, đụng vô cái cây, cái lá cây nó cũng sẽ biến thành kim cương. Nói chung đụng vô gì nó cũng sẽ biến thành kim cương hết. Con ước con đụng vô gì nó cũng sẽ biến thành kim cương hết. Dạ, mong thần tài hãy giúp cho con ạ. Trời ạ. Đơn giản, được thôi. Hồ bi. Dạ, con cảm ơn ông ạ. Trời ơi, được rồi, anh em để mình thử nha. Để mình ra cái vườn hoa này coi. Cái bông hoa này nè, anh em có thấy cái bông hoa màu đỏ đỏ này không? Ok, giờ mình sẽ thử đụng cái bông hoa này nha. Đụng vào nè. Ui, anh em ơi, nó biến thành kim cương thiệt rồi nè. Wow, ok, để mình thử nha. Mình thử, đi ngang cái mình đụng hết luôn cái vườn hoa này. Coi, thử nha, mình đi một đường thẳng nè. Đụng nè. Ok, coi thử nha. Trời ơi, nó biến thành kim cương hết rồi anh em ơi. Wow, oh my god, đã nha. Hùi mình ơi, kỳ này anh em mình giàu rồi. Anh có thể buổi khoan không? Nhanh lên. Mang về xài đập phải xài, trời ơi, chả mấy khi trời ơi, mang về xài nè. Trời ơi, trời anh em ơi. Kỳ này á. Ôi, sao tự nhiên đập lũng cái trường luôn vậy? Trời ơi. Quên, đây, đập lại. Đó. Ok, trời anh em ơi, kỳ này mình với anh bắt đầu dịch giàu rồi anh em ơi. Đầy kim cương luôn, tha hồ mà mua đồ Tết. Trời ơi, mình đụng vô gì nó cũng phải sẽ biến thành kim cương hết. Ok, ôi mà thịt, em thấy ở bên kia có cái tiệm sushi kìa. Bây giờ vịt lấy kim cương đi, anh em mình qua bên cái tiệm sushi đó để ăn sushi đi vịt, chịu không? Tính ra là một cục này là anh em mình mua được hết nguyên cái tiệm đấy luôn, ăn từ giờ sáng mai không hết luôn á. Thôi kệ, qua mua đi ăn. Trời ơi, đã, đi dịch, trời anh em mình đi ăn sushi thôi. Trời ơi, tiền nhiều mà. Ok, đi ăn sushi nào mà tới. Trời ơi, kỳ này tiền quá trời luôn anh em mà, tha hồ ăn sushi. La 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 la. Qua
đây mà qua đây trời, kim cương anh, kim cương đâu, cho em vài cục coi. Đây nè, kim cương quá trời đất luôn nhiều nè, đó, cầm lấy ăn đi. Trời ơi. Kiếm này luôn. Bà chủ. Chào quý khách. Trời ơi, cô chủ ơi, hôm nay tôi với anh của tôi đến đây để ăn sushi, tôi có rất là nhiều kim cương luôn, trời ơi, tôi mua hết sushi ở cái tiệm này luôn nè, lấy cho tôi một phần sushi cá ngừ, vịt ăn gì mà. Cho anh sushi cá mập. Sushi cá mập, ok, cho sushi cá mập luôn, nhiều tiền mà. Đó nè, kim cương nè, giữ đi. Mà tôi nhập tiệc cho anh ơi, trời ơi, ăn đây nè. Ủa cái gì vậy? Ngon quá trời, quá ngon luôn. Ôi dịch ơi, dịch. Ngon. Ăn cái gì mà quá vậy? Nhìn nè, cái cục sushi của em nó biến thành kim cương luôn rồi. Càng tốt rồi, cục kim cương lấy ba cục sushi khác ăn liền, ngon liền. Nhưng mà em đụng vô sushi là nó biến thành kim cương luôn, sao mà em ăn được? Cô ơi, cô cho tôi một phần combo giống như của anh vịt đây nè, cái phần bự như thế nè. Biết đâu mình ăn một miếng thì nó bị biến thành kim cương, mình ăn một cái phần bự thiệt là bự thì nó sẽ không biến thành kim cương sao? Ok, đúng rồi. Ok, mình đụng thử vô coi. Trời ơi, nó lại biến thành kim cương nữa rồi, dịch ơi, chết em rồi. Oh no. Ôi dịch ơi, trời ơi, kỳ nè, chết em rồi dịch ơi. Sao dịch? Anh không ăn được sờ vào nó biến thành kim cương rồi, tối rồi đi toilet rồi lúc chùi mông rồi bông biến thành kim cương sao? Ôi trời ơi, bây giờ em mới nói chết rồi, chết em rồi dịch ơi. Bây giờ mà em đụng vô cái gì á nó cũng biến thành kim cương hết, vậy làm sao mà em ăn được? Vậy là em sẽ bị chết đói. Em sẽ bị chết đói dịch ơi, không chịu đâu. Dịch cứu em dịch ơi. Đừng dậy. Giờ nguy rồi này, bây giờ chắc là mình không biết, mình tham lam quá, mình xin mà ông thần tài để ông cho thì ông cho mình thiệt nha, nhưng mà ông không tính toán trước sau gì hết, giờ người quay lại để ước ông ấy đổi lại không, này gì giàu có mà không ăn được thì sớm chết đói quá. Đi. Ok anh em ơi, thì anh em thấy không, dù là tết nhất đến nơi rồi, mình xin ông thần tài để cho mình đụng vô bất cứ cái gì nó cũng sẽ biến thành kim cương hết, ai về đâu mình đụng vô đồ ăn nó cũng biến thành kim cương luôn, kỳ này mà là mình không được ăn bánh chưng, không được ăn gì hết rồi. bởi thế nên là cuộc sống á, anh em đừng nên tham lam quá nha anh em, hôm nay là mình sẽ phải trả giá cho cái sự tham lam của mình rồi, trời ơi, mình từ nay mình hứa là mình sẽ không, rồi từ đi chào mọi người cái đã, từ nay mình hứa là mình sẽ không còn tham lam đâu anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ lên, mình xin ông thần tài cho mình trở lại bình thường đây, và tạm biệt anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha, bye bye, yêu anh em vãi rồi, mình đi đây.